Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 15 ngày 20 tháng 9 năm 2021 đối với đối tượng Lữ Thị Niệm, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, về tội mua bán người. Theo điều 150 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán người có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 10 tháng 2 năm 2022 đối với đối tượng Lê Quang Trung, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có sẹo chấm trên đuôi lông mày phải. Liên quan đến tội cố ý gây thương tích, Công an huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 12 năm 2022 đối với đối tượng Phạm Văn Hải, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m65 và có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mắt trái. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù trung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Và đối tượng Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã số 06 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Đối tượng này cao 1m68 và có sẹo chấm cách 2cm sau đuôi lông mày trái. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện